Ăn cái này nóng, khan tiếng nổi mụn. Hãy ăn bà và tôi. Thượng hạ. Chúc ngon miệng. Không được ăn đồ ăn nhanh, ảnh hưởng tới giọng hát. Cơm mẹ tôi nấu, nước tôi mua. Ngon miệng nha. Tôi không có vào câu lạc bộ nào hết á. Mấy người phiền quá à. Thank you chị. Thì ra là Gia Hào vẫn có nghênh hậu đậu như ngày nào nhỉ? Tao nghe nói mày đang tham gia hoạt động câu lạc bộ âm nhạc của trường này. Câu lạc bộ gì mà chỉ có hai đứa thảm hại, không có nổi một giọng vocal chính. Đúng là đồ thất bại. Anh không được nói như vậy. Kiều Diễm rất giỏi. Kiều Diễm? Tên hay nhỉ? Nhưng mà có giỏi đến mấy á, mà đi với mày thì cũng thành đồ thất bại thôi. Không phải như vậy. Đừng có tơ tưởng với âm nhạc nữa. Mày đang làm ô uế cái đam mê linh thiêng của tao đấy. Từ bỏ đi. Rồi tiền đáp đất rồi. Uổng quá. Trong chai nước suối đấy chị. Protein là một hợp chất hữu cơ, rất cần thiết cho sự phát triển của cơ thể cũng như là não bộ. Hồi nãy tôi thấy cậu giẫm chân lên trứng á, có nghĩa là trong não cậu không có chất protein nào hết. Cơ thể và não bộ không phát triển đồng đều. Uổng quá. Hồn vậy? Nó còn mình. Ăn ngon. Caro bắn đầu gì không? Caro cũng thua. Bắn trâu cũng phải thắng được. Chơi làm gì? Thì không phải chơi nhiều lần, nhiều khi thắng thì sao? À, năng tám nha. Mới ba, mới bật. Gì vậy? Hôm nay là ngày đại hạn của bạn, hãy làm theo tin nhắn này, nếu không đừng trách tôi không cảnh báo. Đúng 9 giờ sáng nay, bạn phải xếp lá thành vòng tròn đứng ở giữa và đọc Omida Amido 3 lần. Nếu không hoàn thành yêu cầu, tai họa sẽ ập đến. Hãy gửi tin nhắn này cho 5 người bạn của bạn, lời nguyền sẽ được hóa giải. Khùng. Nhưng mà hôm nay á, cũng đúng là ngày tai họa của tôi. Có thờ, có chi, có kim, có lạc. Cái nơ may mắn màu xanh tôi chuẩn bị cho bà đâu. Chia là chia, bà chen chẽn từ dưới sân lên tới đây tôi nhức đầu quá. Tôi thà bị xui còn đỡ hơn đeo cái nơ diêm vú của bà. Trời ơi, nhìn hoàn thiện nè. Cung Bạch Dương, những con số may mắn 4, 5, 9. Hay gì hết lần này luôn nè. Thấy chưa, may mắn sẽ đến với ông. Bây giờ tôi cũng sẽ ban may mắn đến cho nam thần đường đua chúng ta. Mong là cô ấy sẽ cảm động rồi tham gia vào câu lạc bộ thể thao của mình.
Có ai cho tôi đổi nhóm không trời? Trời ơi, mỗi năm tới cái mùa này tôi cảm thấy mệt mỏi. Rồi, đây là bàn dành cho đông du, không ai được dành cho bạn ấy cả. Chắc ham. Trời ơi, đông du, cậu ở đây, cậu ở đây, cậu ở đây, cậu ở đây. Đây, đây là bàn mà Chi đã dành đặc biệt cho đông du luôn đó. À đúng rồi, đông du có biết là cung thiên ý sẽ rất may mắn với màu vàng không? Cho nên là Chi đã chuẩn bị hẳn một tấm vải màu vàng để trải bàn cho đông du luôn nè. Chi cũng làm hẳn một bó bông hướng dương tươi mơn mởn cho đông du nữa. Đông du ngồi đây nha. Thì thất bại là mẹ thành công. Cố lên Chi. Có chuyện gì hả? Theo bà là tôi có nên đi nhặt lá xếp thành vòng tròn và đứng ở giữa nói Amido Omida ba lần không? Nếu mà có linh nghiệm thì cũng nên thử. Tôi đi đây. Ê, nói giỡn đi thiệt hả? Đại hạn đến nơi rồi, có thờ có thiêng có kiêng có lành. Bị nhiễm xiến chi hả? Đọc có gì ấy? Jay, đây là thư viện của trường cô. Em xem có đẹp được bằng thư viện của trường em không? Đẹp quá quá. Gia Hào, Kiều Diễm, may quá gặp hai em ở đây. Các em xem có nhận ra ai đây không? Jay, ngôi sao khối trung học toàn quốc, quán quân mùa giải năm ngoái và đang là con át chủ bài của nhóm The Rain. Đúng rồi, hôm nay Jay cùng với cô giáo chủ nhiệm câu lạc bộ âm nhạc của trường bạn ấy qua trường mình chơi. Đây là lần đầu tiên Jay tới trường mình cho nên cô đang dắt Jay đi tham quan. Gia Hào, lâu quá không gặp. Còn cô gái xinh đẹp này chắc là Kiều Diễm, đúng không? Các em biết nhau à? Dạ đúng rồi, em với Gia Hào học chung trường cấp 2 và lại còn tham gia trong một câu lạc bộ âm nhạc nữa. Còn Kiều Diễm, em nghe nói đang là một nhạc sĩ tương lai, có đúng không? À cô, ngày xưa em nhớ mỗi lần mà Gia Hào lên sân khấu lớn á, là bị khớp không à? Có lần còn tè cái quần luôn. Không biết bây giờ cậu đã hết cái bệnh đi chưa? Cô thì nghĩ là lúc nhỏ đa số chúng ta tâm lý chưa được vững, cho nên lên sân khấu dĩ nhiên là sẽ mất bình tĩnh, đây là chuyện bình thường. Bây giờ cô có việc phải đi, hay là Jay, em ở lại cùng với hai bạn sẽ dắt em đi tham quan nha, giúp cô. Dạ được ạ. Cái ông thầy hiệu trưởng đáng ghét, ghét. Xin lỗi cô. Ủa? Là thầy à? Thầy kéo tôi dậy. Bắn đi. Ủa?
thơm. Tôi tên Ngọc Thơm. Cô Ngọc Thơm thầy hiệu trưởng có gửi lời nhắn cho tôi mà chữ đẹp lắm, lần này tôi đánh máy mà. Bao nhiêu năm qua mà mày vẫn thích đứng sau lưng phụ nữ quá nhỉ? Có vẻ như chứng sợ sân khấu vẫn ám ảnh gia hào nhỏ bé của chúng ta. Khuyên chân thành nhé, hai người chỉ học với môi trường nhỏ nhỏ này thôi. Một rapper tầm thường, một người viết nhạc tầm thường, đây là quá đủ rồi. Không phải cô giáo nói hai người phải dẫn tôi đi tham quan sao? Không phải đối mặt tôi. Tôi không sợ anh đâu. Chúng tôi đã tham gia cuộc thi, và hôm đấy dù có thế nào bọn tôi vẫn ở trên sân khấu. Được, anh chờ để xem mày có tè ra quần không. Hẹn gặp lại nhé, nếu mày qua vòng loại. Sẽ biết không? Mọi chuyện nó sẽ ổn đúng không? Ừ. Tôi sợ tâm lý rồi lên sân khấu không diễn được thì sao? Đừng có lo, còn có tôi mà. Hai đứa mình chấp cả thế giới. Lại bốc phét. Mày như tớ đã kéo cậu đi quá xa với đam mê của mình. Chúng ta có nên từ bỏ cuộc thi được không? À, đồ điên. Chưa làm mà đã từ bỏ. Gia Hào tôi biết không phải là người dễ dàng từ bỏ như vậy đâu. Nhưng mà cái chứng sợ sân khấu lớn vẫn còn ám ảnh trong tôi. Bảo có biết không? Ai cũng có một nỗi sợ. Nếu không đối mặt với nỗi sợ đó thì nó sẽ ám ông cả đời. Chẳng lẽ ông muốn như vậy cả đời? Phải chi Đông Du và câu lạc bộ của mình thì mọi chuyện chắc sẽ khác nhỉ. Thôi, đói bụng rồi. Kiếm gì ăn? Năm phút thì làm được cái gì? Tin nhắn xui xẻo. Xui xẻo của bạn đã tới hôm nay vất vả chứ. Hãy cố gắng thay đổi số phận bằng cách làm theo lời tôi. Trùm áo mưa vào căng tin mua 5 tô mì, 1 tô không hành, 1 tô không thịt, 1 tô không trứng, 1 tô không mì, 1 tô không nước. Ăn hết trong vòng 5 phút. Bắt đầu. Ủa là sao? Sao nó đoán được nhỉ? Hôm nay là ngày xui xẻo. Đã gặp lại Ray rồi. Không ổn rồi, tôi phải đi đây còn 4 phút thôi. Mắc gì mình phải làm theo? Nhưng mà... Ông có sao không vậy? Dạ xin lỗi anh, chân xin lỗi tới băm nè. Chẳng lẽ tin nhắn ứng nghiệm thiệt hả? Hả? Tiếp theo là dãy C nào. Tại sao mà hả, cả trường đi tham dự hội thao mà câu lạc bộ thể thao phải đi dán poster? Trời. Bởi vì chúng ta là bức tường sức mạnh của cái trường này. Dạ. Ui da. Biểu tượng. Đúng rồi. Biểu tượng sức mạnh chứ. Where do you want to go? Tập hợp nghe thầy thông báo. Sao thầy? Thầy muốn thông báo là thầy muốn là Dạ. Vô.
chỗ đặc biệt nhất, trường tốt nhất chị để dành cho Du đó. Đứng đây nha. Hẹn gặp lại. Hả? Thầy, tụi em phải đổ mồ hôi xô nước mắt mới có được mà. Ủa em làm điên làm khùng quá trời luôn á. Em còn chưa kịp trang trí gì hết á. Thầy biết, thầy cũng tiếc lắm. Nhưng mà cuộc đời của dân thể thao chỉ có thể thuộc về sân tập thôi. Nhưng mà thưa thầy, em đâu phải thành viên câu lạc bộ thể thao đâu. Không, thì hôm nay coi như là em dự thính một bữa. Em thấy trong câu lạc bộ mình có không khí sôi nổi không? Thưa thầy, em không thích ồn ào. Nhưng rồi em sẽ quen. Chết mi. Chết đi. Mà sợ đau thiệt đúng không? Chơi với ông bao nhiêu lâu nay lần đầu tiên mới thấy ông té cầu thang. Thì bao nhiêu lâu nay cái cầu thang không bao giờ dính xà bông đâu. Mà ông không thấy lạ hả? Nhẹ nhẹ nhẹ. Tự nhiên hôm nay cô lao công làm đổ xà bông trên cầu thang, có lý nào là trùng hợp? Có lẽ nào mấy cái tin nhắn đấy. Thôi không cũng tin ba tin vớ vẩn nha. Có đâu. Bà thử nghĩ xem, từ sáng đến giờ ít cái ông chạy đến, xong rồi quả bóng, bây giờ đến ngã cầu thang. Tin nhắn. Bạn quá lì lợm. Tôi sẽ công bố hình phạt thứ tư. Sự tổn hại tiếp theo sẽ nhắm vào bạn thân của bạn. Là tôi hả? Nếu muốn người bạn ấy được an toàn, đúng 2 phút nữa bạn phải vỗ mông một bạn trong trường. Ê, tôi không làm mấy cái trò vớ bẩn này đâu, kệ đi. Thôi ông đừng có tin, đừng có đọc nữa, có gì đâu. Sáng giờ bao nhiêu vụ rồi. Nhưng mà yêu cầu này cũng dễ mà, chỉ là một bạn học sinh trong trường. Hay là tôi vỗ mông bạn. Hả? Không. Bà thử nghĩ xem, bao nhiêu vụ việc xảy ra với tôi như này, bây giờ xảy ra cho bà nữa thì sao? Tôi phải bảo vệ bà chứ. Là một người đàn ông trong cái câu lạc bộ này mà. Nhưng mà thôi không được. Đi mà Diễm, không bây giờ hành hạ bà thì tôi biết làm sao. Một lần này thôi, chỉ có tôi với bà biết thôi. Yên tâm. Tôi với ông biết thôi nha. Ngó tay. Bà xem bao nhiêu thời gian nữa. Rồi, còn 1 phút nữa. 1 phút. Kiều Diễm. Hai học sinh cưng của cô, tại sao lại ngồi đây? Trong khi bây giờ đáng lẽ ra các em phải luyện tập, không thì các em phải đi tìm giọng ca vocal mới cho cô chứ. Cô Gia Hảo đi ra đây cô với ơi, cô ơi, bây giờ có việc gấp hơn cô ơi. Không có cái việc gì tính gấp mạng cả em Diễm. Đối với cô mọi thứ phải nhanh. Cô ơi, tính mạng gì em xin lỗi cô. Gọi nói chuyện phải trái luôn. Nó giết người gì sao? Có bà làm tôi đọc. Hoàn thiện rồi trời. Là con gái phải xinh. Ai có điện thoại xong nghe để ồn ào. Thiện ơi,
Tôi cần gì đến đó. Bắt máy đi. À, động cơ của cậu là gì? Thì đùa tí cho vui thôi mà. Ui, cậu, tôi sẽ chết 3 lần rồi không? Thì ai biết đâu. Ai hiểu không? Mua đâm vô tôi làm gì? Dạ, bỏ đi. Hẹn. Hết e ngại để lòng tôi.